Cả nhà ơi, Henry siêu quậy. Đây, vừa ôm bình sữa, vừa bú, vừa xem tivi nè cả nhà ơi. Đó, anh ta 6 tháng tuổi thôi mà anh ta như 1 tuổi. Bình sữa mẹ cầm anh ta không chịu, anh ta giật. Anh ta ngậm về nè mọi người. Thấy chịu nổi anh ta chưa? Anh ta quậy dữ lắm. Đó, cầm cái bình không nổi luôn. Đó, mà đòi. Đó, vừa xem tivi của anh ta nữa đó. TV của anh ta nữa đó. Đó. Một ngày anh ta phải uống 4 bình như vậy nè mọi người. Tự ôm, tự nút. Đó. Nút không được, đẩy ra. Đó. Mọi người thấy chưa? Thấy chưa? Thấy hen gì chưa? Hen gì của mình đó mọi người ơi. Siêu quậy của mình đó. Mình rút bình sữa ra là không chịu. Mình giật ra là giữ lại vậy nè mọi người. Đó. Phải bú cái bình bự như vậy đó. Mà mình phải mua cái bình nhựa để cho nhỏ nhẹ thằng anh Henry nó ôm. Còn cái bình kiến kia đó nặng quá đó, anh ta ôm không có nổi. Buộc lòng hồi sáng mình phải mua một cái bình nhẹ hơn vậy nè. Đó đang cho anh ta ôm, anh ta bú. Đó, vừa bú mà vừa đạp mẹ vậy đó. Quậy lắm mọi người ơi, chịu không nổi với ảnh luôn. Đó, mọi người thấy chưa? Vừa bú mà vừa đá. Siêu quậy mà. Nè cha, bố cha. Để sao vô. Đây, đây mẹ dịnh cho. Đó mọi người, cầm không nổi rồi đó. Cái bình, bình nặng bà cố luôn mà lời ôm. Mọi người thấy chịu nổi chưa? Ôm vậy đó. Đây mẹ đưa cho, mẹ đưa vô. Siêu quậy mà. Bây giờ bên đây là gần 12 giờ khuya rồi mọi người, mà nó chưa chịu ngủ mọi người đó. Nó biết là mình ở nhà là nó chưa chịu ngủ đâu. Nó bú xong bình này rồi, bú xong rồi hồi còn bú ti mẹ nữa mới ngủ. Nè mọi người, thấy chưa? Quậy quá trời luôn à. Ai bú đi. Thôi mình dừng cái video nha đây nha mọi người. Lâu lâu mình quay Henry lên á cho mọi người xem, với lại mình lưu lại trên YouTube để mình làm kỷ niệm á, sau này nó lớn mình cho nó xem. Rồi xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon. Nếu thích mẹ con Henry thì mọi người có thể nhấn like, comment hoặc là subscribe để cho mẹ con Henry có động lực làm thêm những cái video mới nha. Xin chào. Rồi, chào mọi người nè. Ui.